môn song giới đức hương, chư thiên nhân loại cúng dường quy y. Một thời Thế Tôn an trú tại tu viện Trúc Lâm thành Dương Xá, bây giờ trưởng lão Đại Ca Diếp ẩn tu trong hang động Pipali. Sau 7 ngày đoan thân chánh tọa, nội quán thâm sâu, đắm mình trong hương vị thiền duyệt, trưởng lão đang từ từ xả định thì một ý nghĩ chợt đến. Nếu như ta khất thực quanh thành Dương Xá thì... Bây giờ có 500 tiên nữ phát nguyện cúng dường thực phẩm cho trưởng lão Ca Diếp, nhưng trưởng lão từ chối tiếp nhận. Sáng hôm đó, trưởng lão mặc pháp phục chỉnh tề, tay bê bình bát, nhất niệm ung dung vào thành Quá Duyên hành đạo. Lúc đó, Thiên Chủ Đế Thích cũng muốn dâng lễ vật cúng dường cho trưởng lão nên cải dạng thành một thợ dệt đang kéo sợi với thiền sanh. Một thiên thần Atula cũng đang bắt thôi luồn chỉ. Thấy trưởng lão thả từng bước uy nghi từ xa đi tới, Thiên Chủ Đế Thích vội vã đứng lên ra tiếp đón ngài. Đế Thích ôm bát mời ngài vào nhà, bê nước cho ngài rửa tay chân, đoạn đặt thức ăn sang trọng vào bát, rồi đảnh lễ và ngỏ lời cúng dường. Bây giờ một ý nghĩ thắc mắc lại chợt đến với trưởng lão. Người này là ai mà thần lực siêu diệt vậy? Và chỉ trong giây lát, ngài nhận ra gốc tích ngay. Đây hẳn là Thiên Chủ Đế Thích. Nghĩ thế, trưởng lão liền hỏi. Vì sao phải thay hình đổi dạng? Đừng làm vậy nữa, Thí Chủ Mai Danh Kosiya. Bạch trưởng lão, chúng con muốn tích lũy công đức, chúng con muốn dung xới phước điện. Sau đó Thiên Chủ Đế Thích cáo từ trưởng lão bằng cách cung kính đi nhiễu 3 vòng quanh ngài theo chiều hướng mặt trời, rồi biến lên không trung với những lời tán dương khinh khoái. Vui thay được cúng dường đệ tử đấng Pháp Vương, trưởng lão Đại Ca Diếp, ngào ngạt với đức hương. Thế Tôn đang đứng giữa chánh điện Trúc Lâm với tăng chúng, nghe lời tán thán vang vọng trong không trung, ngài nhìn quanh đại chúng và nói: Này các thầy tỳ kheo, hãy ngắm nhìn Thiên Chủ Đế Thích đang lượn người trên không kìa. Thiên Chủ đang làm gì vậy, bạch Thế Tôn? Đế Thích đã thay hình đổi dạng, cúng dường phẩm vật cho trưởng lão Đại Ca Diếp, và giờ đây đang hưng phấn tán dương vang vọng khắp trời. Bạch Thế Tôn, làm sao Đế Thích biết trưởng lão mà dâng lễ vật cúng dường? Các thầy thấy đó, cả thiên thần lẫn nhân loại đều tỏ lòng tôn kính và sẵn sàng hiến dâng lễ vật cúng dường cho trưởng lão Đại Ca Diếp. Nói xong, Thế Tôn cất lời tán thán: Tỳ kheo tu khổ hạnh, thường quán pháp cúng dường như thuốc nuôi huệ mạng, chư thiên cũng tán dương. Dừng lại trong giây lát, Thế Tôn tiếp: Này các thầy tỳ kheo, chính vì hương vị đức hạnh mà Thiên Chủ Đế Thích thân cận và cúng dường trưởng lão Đại Ca Diếp đó vậy. Ngài đọc kệ: Hương chiên đàn và la chưa phải là thơm phức, hương người có giới đức song ngát cả chư thiên.